Trước tình trạng hàng ngàn người dân khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội bị cắt nước sạch, hôm nay, ngày 18 tháng 10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đình Tiến Dũng cho biết, tinh thần chỉ đạo của Thương trực Thành ủy là tập trung chỉ đạo cấp nước khẩn cấp bằng xe tét hoặc các biện pháp phù hợp khác nhằm đáp ứng ngay nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân không để người dân phải lấy nước từ xa, từ nhiều nguồn khác nhau không đảm bảo an toàn vệ sinh. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cần chỉ đạo Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, Ủy ban Nhân dân huyện Thành Oai và các đơn vị liên quan tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh liên quan. Bên cạnh đó, Bí thư Hà Nội cũng đưa ra yêu cầu các đơn vị cần giải quyết nhanh nhất để cấp nước trở lại cho khu đô thị Thanh Hà, có giải pháp đảm bảo ổn định lâu dài như xây dựng trạm cấp nước, cải tạo hệ thống mạng, kết nối điều tiết từ các nguồn khác nhau. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết thì phải báo cáo ngay với thành phố để tháo gỡ, kể cả vướng mắc về quy hoạch. Ngoài ra, quận ủy Hà Đông, huyện ủy Thanh Oai cần chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để giải quyết khó khăn, vướng mắc sớm nhất cấp nước lại cho khu đô thị Thanh Hà, chủ động kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho đời sống người dân có khó khăn về nước sạch sinh hoạt. Thêm vào đó, người đứng đầu Đảng Bộ Thành phố cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ra soát tình hình cấp nước sạch sinh hoạt trên toàn địa bàn, có biện pháp chủ động đảm bảo cấp nước ổn định, tăng nhanh tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sạch sinh hoạt cho khu vực phía nam thủ đô. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra Thành phố có biện pháp giám sát, kiểm tra thanh tra trách nhiệm các cơ quan liên quan, không để tình trạng đun đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm làm chậm trễ giải quyết các vấn đề liên quan. Trước đó, vào đầu tháng 10, nhiều cư dân ở khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã phản ánh về tình trạng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng nề, khiến nhiều người bị nổi mẩn ngứa và bong chóc da. Cho đến ngày 13 tháng 10, công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà cho biết tạm dừng việc cấp nước từ nguồn khai thác nước ngầm tại nhà máy dẫn đến tình trạng thiếu hụt nước ở khu đô thị. Sau khi người dân phản ánh về thực trạng nước sạch cấp cho khu đô thị Thanh Hà không bảo đảm chất lượng, đơn vị cung cấp nước đã cắt nước, khiến hàng nghìn người dân chịu cảnh thiếu nước sạch trong nhiều ngày qua. Vì vậy, hai ngày trước, vào ngày 16 tháng 10, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm cấp nước ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Theo đó, công ty nước sạch Hà Đông được yêu cầu phối hợp với công ty cổ phần nước mặt sông Đuống, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cùng các đơn vị liên quan điều tiết nguồn cấp ổn định cho khu đô thị Thanh Hà với sản lượng khoảng 2000 m khối trên ngày đêm. Nguồn cấp này được lấy từ nguồn nhà máy nước sông Đuống với các trạm cấp nước do công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Hà Đông quản lý. Tuy nhiên, ông Dương Đình Trình, phó giám đốc công ty nước Thanh Hà cho biết, theo thống nhất tại cuộc họp vào ngày 13 tháng 10 với Sở Xây dựng Hà Nội, khu đô thị Thanh Hà sẽ được nước sạch sông Đuống cấp 2000 m khối trên ngày qua hệ thống đường ống của công ty nước sạch Hà Đông. Dù vậy, thời điểm đó, lưu lượng nước sông Đuống về trung bình chỉ 900 mét khối trên ngày, trong khi nhu cầu sử dụng của khu đô thị khoảng 3.000 mét khối trên ngày. Thế nên việc nguồn cấp từ sông Đuống không đủ, trong khi nguồn cung từ trạm cấp nước trong khu đô thị đã dừng theo yêu cầu dẫn tới thiếu nước cấp cho cư dân. Ông bổ sung thêm, với nguồn nước về chưa được 1.000 mét khối trên ngày, thì tôi khẳng định có nơi có thể mất nước trong 5 ngày, và hiện tại công ty không còn giải pháp nào để cấp nước cho dân. Cũng tại buổi họp, ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thành Oai cho biết, ngày 17 tháng 10, đơn vị sẽ làm việc với công ty nước sạch Hà Đông đề nghị nâng sản lượng cung cấp nước sạch về cho khu đô thị Thanh Hà. Nếu công ty này không đáp ứng, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ có văn bản gửi chủ đầu tư khởi động lại trạm sản xuất nước ngầm trong thời gian ngắn. Về các giải pháp lâu dài, ông Khiển cho biết sẽ đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo thành phố cho đấu nối đường ống nước sạch từ ngã Ba Sa La để về khu đô thị Thanh Hà. Được biết, sau văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội, công ty nước sạch Hà Đông đã trung chuyển nguồn nước từ sông Đuống về khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng là 800 mét khối trên ngày đêm. Chính quyền huyện Thành Oai sẽ làm việc với công ty nước sạch Hà Đông và đề nghị tăng công suất đảm bảo cung cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà. Mặt khác, để đảm bảo cấp nước ổn định cho những người dân ở khu đô thị này về lâu dài, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị công ty cổ phần phát triển địa ốc Sienco 5 phối hợp với công ty nước sạch Thanh Hà Khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị trên. Cụ thể, kế hoạch cần bảo đảm công suất thiết kế và chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2024. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện công tác nội kiểm, thông báo công khai cho người dân, báo cáo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và cơ quan có thẩm quyền để giám sát theo quy định trước khi cấp nước cho người dân. Ngoài ra, huyện cũng đề nghị Sở xây dựng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép đấu nối đường ống từ ngã ba Sa La về khu đô thị Thanh Hà và yêu cầu doanh nghiệp liên quan thực hiện cải tạo trạm cấp nước. Về giải pháp lâu dài, ông Khiển cho biết đến nay, toàn huyện Thành Oai đã có 10 xã, thị trấn được đáp ứng về nhu cầu nước sạch. Địa phương đã kiến nghị, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và được chấp thuận cho nhà đầu tư là công ty Viwako nghiên cứu cấp nước sạch đối với 10 xã còn lại trên địa bàn của huyện vào giai đoạn 2023 đến 2025. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Thành Oai sẽ có văn bản để đề nghị phía công ty Viwako sớm triển khai dự án để giải quyết triệt để vấn đề nước sạch, trong đó có nước sạch cung cấp cho khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù đã nhanh chóng triển khai tìm biện pháp khắc phục, nhưng công suất nước như đề xuất vẫn chưa thể đảm bảo đủ cho sinh hoạt của người dân ở khu đô thị Thanh Hà. Đối diện với tình trạng này, bà Nguyễn Thị Lý, tổ trưởng tổ dân phố số 7 cho biết, việc mất nước sinh hoạt đột ngột đã khiến cuộc sống của người dân khốn khổ. Từ trẻ nhỏ đến cụ già 70 tuổi đều phải sách xô đi xin từng giọt nước để sử dụng. Nhiều gia đình đang đi làm cũng phải xin nghỉ về sớm để cử người trực lấp nước khi nghe tin được cấp lại. Cũng cùng trong hoàn cảnh khan hiếm nước, ông Phan Minh Châu, tổ trưởng tổ dân phố số 4, sinh sống tại tòa nhà HH03A B1.3 cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 16 tháng 10, chung cư được cấp nước trở lại, thế nhưng lưu lượng yếu, không thể đủ để cấp cho toàn bộ cư dân. Ông Châu cũng bức xúc bày tỏ rằng, tôi và những người dân ở đây đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước này mỗi ngày và chưa có cách để giải quyết. Ông chia sẻ thêm, khi mất nước, hàng trăm cư dân ở tòa nhà HH03DEF đã phải chạy sang nhà vệ sinh trước tòa HH03C để xin hứng nước về dùng tạm thời. Theo ông Châu, người dân đã phải tìm đủ mọi cách để tự cứu chính mình. Nhiều người đưa con nhỏ về quê, ra khách sạn tắm nhờ hay nghỉ việc ở nhà để canh nước sạch. Thậm chí, nhiều hộ gia đình đã phải dùng bằng bọc thực phẩm để bọc xung quanh bát đũa và đĩa. Bằng cách này, sau bữa ăn, họ sẽ không cần phải rửa bát, có thể tái sử dụng cho lần sau, đồng thời tiết kiệm nước. Cho đến sáng ngày 17 tháng 10, các tòa nhà lại xảy ra tình trạng mất nước. Công ty nước Thanh Hà đã thông báo cắt nước luân phiên, nhưng lại không có lịch trình cụ thể cho mọi người cùng nắm bắt. Thực trạng này đã khiến cho cuộc sống của người dân tại đây bị đảo lộn hoàn toàn. Nhà nhà vội vãi đi tìm nguồn nước sạch ở các tòa nhà, khu dân cư khác để xin về sử dụng. Được biết, trong thời gian tới, nếu việc cung cấp nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà không đảm bảo, huyện sẽ đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng kiểm tra, xem xét, đánh giá về năng lực, trách nhiệm của đơn vị cấp nước khi để xảy ra thực trạng này.